Hi, xin chào các bạn và các em đã quay lại với channel Việt Cao Gamer của mình nha. Mình là Sơn Lê đây các bạn ơi. Thì các bạn xem game mình vui lòng ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký, để lại một like và cho mình một bình luận nha. Rồi cảm ơn các bạn. Hi guys, welcome back to my gaming channel. And I hope that you enjoy watching my video. And don't forget to give me a subscribe, a like and leave a comment on my video. Thank you very much. So today let's continue playing the game Unravel. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tiếp tục khám phá. Mình chơi cái trò chơi cuộc phiêu lưu của cuộn chỉ nha. Thì lần trước á, thì mình đã khám phá cái bức tranh cái biển cả rồi nha. Thì khi mình khám phá xong á, thì nó sẽ có một cái hình ngôi sao, giống như cái nút áo hình ngôi sao đó, màu xám các bạn, nó đóng lên cái góc đó. Thì mình đã khám phá xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ khám phá tiếp theo là cái gì? Merry Mine. Merry Mine là tức là mình sẽ khám phá một cái vườn quả mọng nha. Now let's explore Merry Mine. Cái quả này trong tiếng Việt kêu là quả mọng đấy các bạn. Để xem ở đây phong cảnh đẹp như thế nào chờ đón mình nha. Rồi tới nơi rồi, mình ra được vườn quả mọng rồi nha. Ồ, cái quả nó đẹp quá. Đây các bạn ơi, cái game chỉ có cái game này là mình chơi cảm thấy tinh thần rất là êm dịu, không có áp lực. Còn cái game mà hình nhân giấy nó chơi rất là áp lực, rất là sợ ma đó. Chơi ban đêm không dám la. Rồi ở đây nó có cái mối chỉ nè, coi mình quay sang đây. Rồi hôm nay mình khám phá được cái gì nghe. Lên trên nó có mối chỉ nữa kìa. Là ở trên đó nó phải có cái gì rồi. Buộc một chỉ đây, mình làm cái cầu chỉ mình leo lên trên kìa. Đấy, không được, được. Bay qua kia mình văng một cái cầu chỉ kìa. Mình suy nghĩ là ở trên đó nó phải có cái gì đó. Thì nó mới ai không có gì hết. Đu lên trên coi có cái gì không mà nó cho. Rồi 1 2 3. Đúng rồi, hay quá, bay được lên trên rồi nha. Cột một chỉ đây đi. Rồi làm một cái cầu chỉ ở đây đi. So ok, let's make a bridge. Rồi, quay lên trên coi. Rồi, mình phải tạo một cái cầu chỉ ở đây nữa. Xem trên đây, trên trên nó có cái gì nữa kìa. Không được không đấy, sai là té. Tốn chỉ nhiều quá rồi. Ê, không tới nè. Sao vậy nhờ? Ê, không được rồi. Trên nó phải có cái gì đó ta. Nó có cái hình nút áo kìa. Muốn qua nó lấy cái nút áo nó qua. Ơi, không được rồi. Xuống đây kìa. Ê, té rồi vậy. Ở đây nó không có cái, phía dưới nó không có cái cầu chỉ. Ở đây nó chỉ có cầu ở trên này thôi. Sao ba? Mình hiểu rồi. Xuống đây mình đồng đưa coi. Mình đồng đưa coi, mình quăng qua đó mình thấy được không nha. Ê. Quăng gì không được thì mình sẽ cột chỉ ở đây đi.
Ê nó chỉ bay hay quá, dính này nha, lấy thôi, thành công rồi. Rồi bay dưới luôn. Ô mình này tốn chỉ quá, giờ mà tháo chỉ ra đi, không cần thiết nữa, mình tháo chỉ ra đi. No need anymore, so I'm gonna unbind it to save more thread. Tháo chỉ luôn. Ok rồi, tháo chỉ luôn. Ok rồi, tiếp theo. Chưa chưa chưa, quay qua bên kia. 1 2 3 jump, good. Rồi bay sang cái món chỉ này luôn. Mình phải đu lên đu xuống là phải có biết đâu nó trên nó có cái gì đang cần khám phá. Nấm rơm nè, nấm độc đỏ nữa kìa, nấm đó chắc nấm độc. Ồ, có chỉ rồi, hay quá, mọc lên rồi nha. Ở bên dưới nó có khúc gỗ kìa, mình giờ phải bay xuống đó kìa. Ê, nó gãy luôn rồi. Ê khoan khoan, dây nó trước kìa. Rồi để coi, một dây vô đây luôn coi. Trôi được hết ta, mình phải bỏ dây cho nó hả? Đúng rồi. Ok cái bờ bên đây này nha, bay thôi, đi được rồi nha. Ủa chỗ này sao lên vậy, là mình phải kéo cái miếng gỗ này theo rồi. Kéo theo luôn được không? Ê kéo nó còn vướng kìa. Ê chết mẹ rồi, sao ta vào lên. Được rồi. Ê sao vậy ta? Ô mẹ ơi, thẳng chỉ quá đi không được hả? Mẹ kỳ vậy, trời ơi là trời, khóc búa vậy. Thôi luôn đây, má tới đây thẳng chỉ đây. Trời ơi là trời, sao đi đây? Đây rồi, ba mẹ nó làm sao đây, đâu lên đây. Vẫn chưa được. Ê trời ơi là trời, thôi được rồi, được rồi, hay quá, hay quá. Rồi bây giờ từ đây mình sẽ bay lên tảng đá này, có chỉ này nghe. Ok ủa vậy là ở đây mình có thể giăng một cái cầu chỉ ở đây, rồi kéo cái hòn đá sang đây.
đá này đi trước đi. Hòn đá này để sau. Ok. Rồi. Hòn đá này sẽ giúp mình vượt qua cái hồ nước này, đúng rồi. Bay một cái nữa. Rồi, quấn chỉ thôi. Dạ, cái gì vậy? Lụm được một cái nút áo, hay quá. Ủa, cái hòn đá này đẩy đi được không? Sao nặng dữ vậy? Không được. À, đứng trên hòn đá này bay lên, coi có thấy, nhìn thấy cái món chỉ ở trên đó không? Ủa, mình có thấy cái món chỉ kìa. Bay thì có chụp được không? Bay không chụp cũng được rồi. À, bay lên đây là mới chụp con chỉ đó. Ê, khúc cây để làm gì? À, khúc cây này có thể là giúp mình bắt cầu để mà qua được cái hồ nước này. Má ơi, con gì vậy? Mũi. Ơi, mũi bay gì vậy? À, lại cần một khúc cây nữa đây. Rồi, mũi ghê vậy. Wow, mosquitoes. Shit. Ôi mẹ ơi, mũi ghê quá. Ôi. Nhắm mình chết đuối à. Để coi loi khúc cây này qua đây được không. Rồi qua coi nó giúp ích nhiều được cho mình phải không. Đúng rồi, nó sẽ giúp ích cho mình qua cái hồ nước này. Trời ơi. Trời ơi, mũi ghê quá. Có chỉ bên kia này. Hay quá. Má ơi, mấy mũi này cắn mất máu lắm. 1, 2, 3. Bay. Hóc toàn con đám mũi đây. Làm sao lên trên để lấy chỉ đây. À, hiểu rồi. Mình dăng ở đây một cái cầu cho nó tưng mình lên cùng chị đó. Rồi, ở đây mình sẽ bay sang bên kia. 1, 2, 3, bay. Nói một cái cầu đây. Đúng rồi. 1, 2, 3, bay. Quấn chị thôi. Ơi, té luôn rồi. Rồi, đi tiếp thôi. Ê, cái gì chạy? À, cầu bật bên. Mình phải cho cái đầu bên đây nó bật. Bật xuống. Nói vô đây đi. Rồi sau đó mình sẽ bay lên đây. 1, 2, 3. Bay. Đúng rồi nha. Nói chỉ thôi. Bay sang bên đây nữa. Nói là một cái cầu. Cái cầu này sẽ tưng mình lên. Đúng rồi. Ok. Sao giờ lấy nút áo rồi ta? Mở cái nắp cái thùng này ra coi. Vô. À, hai khúc gỗ này. À, cái nút áo sắp ra ngoài rồi. Để vô cái thùng này coi còn một cái gỗ nào trong đó nữa không. Ê, còn một khúc, lôi ra luôn. À, nó lúc nút áo ra kìa. Quay trở lại lấy nút áo thôi. Ok. Got a button. Rồi tiếp theo làm gì ta? Leo lên cái này giống như cái lá cây vậy. Leo lên coi. À, một chỉ ở đây. Rồi mình xuống đây. Mình sẽ thằng ten qua đó mình lấy chỉ. Hey. 1, 2, 3, sắp được rồi nha. Được rồi, anyways, I made it. Rồi mình quấn chỉ xong rồi nha, giờ bay xuống. Không, giờ
Ôi nó gãy, gãy khúc gỗ này rồi. Ây 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 ây. Mũi, mũi. Ơi tảng đông chìm rồi. Ôi ôi ôi. Xua mũi coi. Quánh nó, quánh nó, quánh nó, quánh nó cho đi bớt coi. Rồi nó đi rồi. Wow, không ngờ mình đánh được mũi nha. Bay luôn, hay quá. Có chỉ rồi nha. Oh, wow, wow. Ơi ơi, sắp gãy nữa rồi hả? Wow, wow, quánh nó kìa. Wow, 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 wow. Trời, quánh nó đi thôi, chắc không chết. Được rồi, ê, được rồi nha. 1, 2, 3, bay. Ôi ôi. Ê, chết, 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 chết rồi. Bay trở lại, bay trở lại. Trời ơi. À đúng rồi, kéo cái này lại đây. Kéo cái này lại đây. Quá trời muốn mua quầy. Cái này cái gì đây? Trời ơi, trời mũi bay quá. Tấn công mình quá trời rồi. Ê, không được, không được. Kéo nó không đi nè, kỳ vậy ta. Thôi ơi, lội được rồi. Cái này gì vậy? Tảng đá. Hấp chỉ luôn rồi. À, đẩy tảng đá xuống đây. Cao lên được chút sao đâu. Ôi 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 ôi. Sai rồi không sao á. Lôi tảng đá rồi trở lại đi. Theo tảng đá. Ôi nha. Kỳ vậy. Lôi tảng đá lại đây kìa. Sau đó mình lôi cái này lại đây kìa. Ê ê ê ê ê. À cái này cái gì đây, cũng tăng chiều cao cho mình. Quay được ta. Ôi 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 chết rồi, chết rồi. Thôi tặng đá lên đây hả? Thôi đâu có nổi. À cái tặng đá mình phải đẩy tặng đá lên đây được thì nó mới cái tăng cái chiều cao cho mình bay lên trên. Thôi đâu, cái tảng đá đâu có nổi ta. Vô lý nhỉ. À, thôi được rồi nha. Ê vất vả quá. À được rồi. Trời ơi. Trời ơi trời mũi. Phải đánh nó mới được. Trời ơi rớt tận đá nữa rồi. Được chưa ta? Hết sức luôn rồi. Ê
đi lên tảng đá này. Trời ơi, tảng đá nó rớt nữa này. Sao mà tảng đá chỉ lo được tới đây thôi. Rồi, được rồi nha. Ê, rồi, làm chạy thôi. Trời ơi, cực khổ. Ê, gãy luôn hả? Ê, nói với cái cầu kìa. Đúng rồi, nó sẽ tin mình đây coi. Đừng tới đâu. Đúng rồi, tin sang đây. Ê, má cây có gì đụng tới gãy rồi trời. Bà đó. Mũi không à. Ẩn quá. Hỏi ốc rồi. Thôi có chỉ là hay quá. Nè, mình phải bắt cậu đây. Rồi. Tưng lên. Ơi. Mũi quá. Bay luôn. À, lôi cái đầu cây là cái. Mở cái bóc lên. Rồi. Trời ơi, con mũi bự. Ui, ui, ghê quá. Ê. Rồi, mình kéo cái bóc này xuống. Rồi, bật cái máng lên cho mình đi. Nhưng mà vẫn chưa đi được. Bên kia có chỉ nữa kìa. À, đúng rồi. Mình làm cái cầu này cho nó tưng mình sang cái chỉ. Bắt cầu thôi. Ê ơi. Không được rồi, không vô không nhắc gì. Hao chỉ quá rồi. Thử lại kìa. Ê, không được, không được, không được. Mở chỉ này ra kìa. Ê, hết chỉ luôn rồi, không có đủ chỉ để qua bên cái cuộn kia rồi. Mở chỉ ra luôn. Quay trở lại. Đúng rồi nha. Ủa, mở chỉ đây luôn, đúng rồi. Mình sẽ tiết kiệm được một mớ chỉ. Đúng rồi, ở đây mình sẽ bắt cầu lên. Thù từ ngắn ngắn, thẳng nha. Trời ơi, mũi quá, má ơi. Má nó có mũi này. Không có vũ khí gì giết được nó. Trời ơi, được rồi nha, lấy chỉ thôi. Rồi thoát khỏi từ mũi. Ơi, bên đây còn mũi nhiều quá. God damn it, so many mosquito. Rồi, bay luôn. Ôi ơi, cái đám rồng. Má ơi, mũi nữa. Trời ơi, kinh hồn quá trời. Uầy, con gì vậy? Nay sừng tắm. Trời đất ơi, cũng nhờ con nai này đi ngang ông bà mày mũi mày bay đi quá. Chắc phải chết quá. Lấy chỉ thôi. Ở trên kia có cuộn chỉ nữa nè. Sao lu lên bây giờ. Để lại này nè. À đúng rồi. Kéo cái này lại đây kìa. Nó bắt cầu cho mình cao lên. Ê. Đúng rồi nha. Ê, 1, 2, 3. Đúng rồi. À, sao qua lấy cái chỉ đó. À, bắt cái cậu đây. Ok, đúng rồi.
tưng mình lên. Đúng rồi, ta chỉ thôi. Ơi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Chưa nhảy bên kia được mà. Ok, đi thôi. Ê, không qua được. Phải lôi cái vật nãy là giống cái bàn ủi gì. Rồi, cao lên rồi, bay bay sang cục đá này. Quán chỉ thôi. Ta da. Ở đây nó bắt mình làm một cái cầu hả? Để làm gì ta? Coi trên đây có cái gì không mà làm cầu. Tưng lên làm gì đây? Ê, à, trên kia có. Trên kia nó có cái nút áo, đúng rồi. Làm cái nút áo. Ok. À, ở trên có chỉ đó kìa. Phải tưng lên cao mới được. Nhảy lên. Đây, đúng rồi. Quán chỉ thôi, nhém hết rồi. Thoát khỏi lũ mũi rồi. Kinh thiệt chứ. Trời ơi, sắp hết chỉ nữa rồi. Má ơi. Sao đi đường này còn vũ chỉ nào không? Ê, không được rồi. Ơi, đây có chỉ nè. Hên quá. Chết em chứ. Bay thôi. Ủa, bay luôn. À, cái chỉ cho nó thẳng thẳng nữa kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Cây gì đâu mà leo lên chứ gãy mẹ hết. Cái cuộn chỉ, thân hình cuộn chỉ mà nặng dữ vậy. Hình như mình thấy bình minh rồi đó. Hình như sắp tới hay sao á. Rồi, tới địa điểm rồi. Rồi, nhặt được thành quả, thành quả này nha. Coi như là giống như một cái trái mộng vậy đó. Cái mộng bằng len. Cuối cùng cũng tìm thấy. Rồi, nhặt được vật kỷ niệm xưa rồi, giờ khám phá cái cuốn này. Những cái tấm hình mới coi. Đây là bức ảnh ngày xưa đây. Đây nè, bị mũi đốt nè, nó có cái quả mọng, cái lá mọng bằng len. Có sợi chỉ kìa. Rồi các bạn ơi, coi như hôm nay mình đã hoàn thành khám phá cái giường mộng rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì các bạn nhớ bấm ủng hộ cho mình cách bấm đăng ký, like và cho mình một comment nha. Hi guys, so today I have successfully completed the exploration of the buried mine. So I'm going to end my video here. I hope you guys enjoy watching my video, and don't forget to give me subscribe, like and leave a comment on my video. Thank you very much. Goodbye for now.